làm ăn. Các bác xem cổng chào của Bắc Ninh nhá, chung cư Hòa Long Kinh Bắc nhá, đổ bê tông rất là khéo đấy. Và cột thì không có một tí nào gọi là bê tông đấy. Bê tông rất là khéo nhá. Đấy, mời các bác xem. Đấy, cổng chào nó cực tốt luôn. Đấy, hàn rất kỹ. Bê tông là toàn cát và gạch thôi, không có bất kỳ một cái gì cả. Xe Samsung đi qua kéo vào dây cáp cái là cổng chào là đổ luôn. Không còn một tí nào. Đấy. Con em chỉ cần có gió bão đâu, cấp 5 là mẹ vỡ mồm rồi. Không phải cái cổng này anh nhìn này. Đấy, mọi người xem nhá. Thi công rất là tuyệt vời đấy. Nhìn. Có nhưng mà không hàn vào. Đẹp ạ. Sắt chờ rất to nhưng mà không hàn vào. Bê tông chỉ đổ mặt thôi, không đổ dưới. Đấy. Nhà nước mình làm là toàn tuyệt vời đấy nhờ. Đấy nha mọi người xem nhá. Cẩn thận đi qua tất cả cổng chào đều phải cẩn thận nhá, không thì mẹ vỡ mồm đấy. Ừ đúng, nó đẹp thật em ạ, nó chỉ đẹp thôi. Đấy nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Anh em chia sẻ đi. Đấy, rất tuyệt vời đấy. Trong là toàn gọi là hàng ác đấy. Nhìn. Nhìn ghê thật. Không phải làm điêu mới có tiền mua nhà Hà Nội. Nên nếu không lấy đâu tiền mua nhà chung cư. Xe thấp là qua được. Thế này thì về ngủ thế nào được? Đây là không phải là chiều cao của cái cổng này mà là chiều cao của cái dây điện. Tiêu chuẩn lớn đấy em ạ. Toàn cao thủ rồi. Đẹp nhỉ. Tối đẹp lắm. Tối điện nhấp nhánh đẹp lắm. Thôi không phát nữa. Có thằng nó ghét nó đánh bò mẹ bây giờ. Mày đang ở đâu đấy mày ơi? Về Thái Bình chưa? Chung cư Hòa Long Kinh Bắc em nhá. Đổ hết rồi. Xe chú Lợi ở nhà mình. Ờ đúng rồi, xoáy đây em. Không đi được qua đây nữa đâu nhá. Lợi nhà ông Thắng Hòa móc vào cái dây cáp thế vào gương thế là bị ấy. Bị ấy. Ôi, em vừa quay trực tiếp rồi. Đấy, nhìn thấy cổng chào chứ, sắt thép rất tốt. Đấy. Đây, sắt rỗng ruột. Có hàn vào đâu đâu. Đâu, người ở làng mình em ơi. Đéo có đế, đéo có đủng, đéo cả. Để chân ốc để bắt ốc nhưng mà làm gì có ốc đâu. Chả, đây anh nhìn làm gì có cái gì. Hay thế nhỉ. Bê tông này mỏng dính, váng đầu chưa. Lộ ra, khi lộ ra thì mới biết được là tình hình là toàn cao thủ thôi. Đấy.
Bác Hào Hồng Y thấy chưa? Ông nhái rất tốt. Đồng mắc vào cái gương thôi. Khả năng là cái dây này đứt bẹt trước rồi. Đấy. Đúng rồi. Đấy thì cái xe kia nó cao anh à? Đúng rồi, đập mắc vào gương nhưng mà bị nhỉ? Gương còn không quay cả tay cơ mà. Cái này cục may bị bẹt. Đéo rồi, đéo cho cái đéo gì vào dưới đây ở đâu? Có cái gì đâu. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, ốc đây. Ốc đây. Thấy chưa? Đây, bốn con ốc này. Đầu chân đế này. Có bắt đâu? Đấy, bê tông xịn đây anh ạ. Đặt mặt với cả bắt ốc đây. Không bắt đây này. Không bắt. Qua ốc, có để bắt ốc đây nha. Đấy, có để bắt ốc đây nhưng mà không có ốc. Lại chỉ có 6 cái đấy thôi. Bắt vào đâu được? Xuống đâu? Đây bù lông đây. Đấy, bù lông nhưng có bắt đâu. Có bắt vào đâu đâu. Làm này với cái dây cáp nó ở giữa chừng. Bù lông để chờ nhưng không bắt. Bù lông chờ không mà. Đây, bọn này làm điều này, này thì mẹ làm gì mà cả giết dân. Ông để bắt chân bù lông đây. Đấy, ông rất xịn đấy nhá. Thôi được rồi, tối nay. Cát đâu mà cát cái thằng này. Bê tông Việt Nam nó thế đấy. Vâng. Tối có ốc chờ lên mà nó không biết. Tối. Đây, ốc đây. Ốc rất to, rất đẹp. Nhưng mà không bắt một tí nào. Không chả có cái đéo thì hôm nay nó dựng lên phát đây, may là anh câu đây là không người là chết có chết còn có người là chết người đấy không phải là anh nhé là ông phải hàn bản mã vâng đúng rồi nó nguyên tắc của nó phải có bản mã này nó bắt đây bản mã hàn cả cái khối này lên bố là ốc của này làm ăn thế này mày gọi mẹ công ty ra xem chúng mày làm ăn thế này. Nó phải có một cái bản mã nhiều và nó khác. Đấy, cứ lộ ra thì mới biết, còn không lộ ra thì ai biết được là dưới chân nó thế này. Cọc tre đấy. Cọc tre thì đây khác gì đấy, nó toàn đổ cát vào. Và thế thì... Đây mà là cát, anh nói nào, biết tâm Việt Nam. Có một đoạn cát này thôi, nhưng mà đáng nhẽ đây không phải hàn bản mã. Ngô nghe chọc xuống xem có mấy bê tông không. Không, cái dưới này là đế bê tông thật. Đế bê tông. Đế tông đây. Đế này là đế này nhưng mà trên là cái bản má có bắt vào đâu. Làm có bắt cái bản má. Cái máy này đẹp lắm. Chào anh Du nhá, lâu lắm mới thấy chú. Xem đây là công trình coi như là trọng điểm của thành phố. Thế kỷ. Đây là một chút. Đây là cổng chào cho anh em ạ. Đây là hướng Tây Nam của thành phố. Họ đặt bằng ở đường mới đống cát. 6 ảnh. Tổng hai bên là 6. Chèn bằng hai hòn gạch coi như là gạch mục từ thời ngày xưa. Choáng chưa? Bu lông thì để đây, không bắt vào một tí nào. Không có bản mã. Không có bản mã bắt. Choáng chưa? Trong này được cát vàng chóe. Cát đẹp. Cát loại 1 luôn. Cát vàng đây là cái xin luôn. Lương thế thì lương ít lầu mới nhiều, đúng thằng này nói câu chuẩn đấy em ạ. Mẹ mày quả này thì thôi. Báo mồm rồi. Chưa? Bà con đây nào. Một con xe nó chỉ kéo cái dây điện thôi mà đổ cả cái cổng chào. Chạm vào cái gương. Chạm gương thôi chứ có phải là chạm đâu. 500 anh em trên cả nước hay xem và đánh giá công trình thế kỷ. Đấy Việt Nam là làm toàn cao thủ đấy. Đây là cao thủ cổng chào ở chỗ khu thu nhập thấp thành phố Bắc Ninh. Hòa Long kinh Bắc. Thu nhập thấp thật. Thấp nó thể hiện từ cả các cái công trình hàn này, công trình này. Đấy, đường Âu Cơ, cổng chào đường Âu Cơ. Chán rồi, bọn này là nguy hiểm rồi. Bé bé như thế này thôi, kéo vào cái tay gương, mắc vào cái tay gương bên tay phải này. Cái này nó chả... Tay gương bên lái, cái này mà gì kéo đứt người cả một cổng trào. Người kéo cũng đổ ấy. Người vài người kéo cũng đổ. Cho ba thanh niên kéo. Cái này thì nhiều thép rồi, cái bê tông này thì nhiều thép rồi. Có mỗi thành. Có mỗi một thành. Có mỗi một thanh to vật này. Sàn đàn có mỗi cái. Bên giám định nhà nước. Bên đi bộ đấy. Cái này vào đây dính rồi. Cái này có dính cái gì đâu mày, cái này nó chỉ đá ốp ngoài thôi. Đó. Chạy xe này thì nó ốp treo mình. Lời nó chạy. Nhưng mà phải nói là cái bê tông nó đổ chắc thật. Bê tông đổ quá chắc. Cái này thì ốc nhà ấy thì mẹ mày có ốc to thật, ốc đẹp thật, đéo bắt vào đâu. Bác xe với cổng chào Bắc Ninh nhá. Bê tông đổ rất là cao thủ, chuẩn. Con xe Samsung kia nó chỉ kéo gương thôi mà đổ cổng chào đấy. Chào bác đèn nhá. Bê tông cốt đây là bê tông cốt quá thép luôn đấy.
nguyên bản đây này. Cái cốt cốt thép sắt em nó cắm đây này. Đấy, chỗ đầu chìa khóa tôi chỉ này, con nhìn thấy cốt thép của tôi. Bê tông Việt Nam nó toàn thế này. Vâng, bê tông Việt Nam. Bác thông cảm, chỗ này là chung cư Hòa Long Trường Bắc, thu nhập thấp. Cái xe Samsung nó kéo đổ cái cổng chào anh ạ. Khổ rồi, khổ Samsung rồi. Anh nghe. Sợ quá. Hả? Anh đang ở thành phố Bắc Ninh. May cái xe này không sập vào trong chỗ xe. Chỗ chung cư Hòa Long Kinh Bắc. Anh đang ở cái vụ mà kéo đổ cổng chào. Dạ. Rốt rồi, ngu rồi. Hả? Xe bán tải nha. Nó đang bị ấy, nó đang bị bị kéo đổ cổng chào chỗ Hòa Long Kinh Bắc này, chung cư này, A1 này. Ờ. Xe Samsung cái thằng làng anh nó lái mà. Điện không? Không. Hỗ trợ gì? Nó có chơi cái gì đâu mà. Ờ, anh chị anh đi dừng trả khách ở đây. Dạ. Ờ. Chú lên. Chú. Chờ đấy anh về. Chờ đấy anh về nhá. Ờ. Không anh ơi, cổng này là cổng chung cư Hòa Long Kinh Bắc. Chung cư thu nhập thấp ấy. Đấy bác nhìn bê tông đấy. Bê tông khéo không? Hả? Ơi. Đây, 300 ở đây các ông ấy tiết kiệm tiền. Ờ gọi đi. Chó à? Chó chó, chó chó. Nhá. Gọi cho nó xuống nhá. Ờ. Đấy. Đấy bác tự nhìn nhá. Toàn cao thủ đây này. Cổng chào hơi bị cao thủ đấy anh ạ. Giám định được ăn tiền rồi thì giám định gì? Giám định viên gạch. Thôi em đi đây, có việc rồi. Long Lóc ơi, con xe Samsung này nó kéo đổ cổng chào rồi. À, bác thông cảm là nhiều cái đấy. Anh em làm cho anh vào đây. Cái cổng chào này nó bị con xe này đây, nó kéo đổ đây anh. Mắc đúng vào gương. À, cái dây cáp mắc đúng vào gương à. Đấy, mắc đúng vào gương kéo đổ cổng chào luôn. Không, không có ai làm sao cả. Có bác nào mẫu đề không? Làm con đề đi. 18982. Đấy bác nhìn cổng chào bác thu nhập thấp nhá. Đâu bằng giấy đâu ảnh nói thế, cổng chào bằng thép. Nhưng mà cái chân nó ấy, cái chân nó không được chôn vào đâu cả. Đây đổ hết rồi. Lăn đi, lăn vừa vừa thôi, lăn quá là mà mất người đấy em ạ. Thôi nha, bye bye nha, đi có việc đây. Bye, chào cả nhà nha. Ê, cứ lộ ra thì mới biết, còn không lộ ra thì ai biết được là dưới chân nó thế này. Cọc tre đấy. Cọc tre thì đây khác gì đây, nó toàn đổ cát vào. Và. Thế đây mà là cát, anh nói nào, bên tông Việt Nam. Có một đoạn cát này thôi, nhưng mà đánh nghe đây ủi hàn bản mã. Người chọc xuống xem có mây bê tông không. Không, cái dưới này là đế bê tông thật. Đế bê tông. Đây, tông đây. Đế này là đế này, nhưng mà trên là cái bản má có bắt đầu làm gì có bắt được cái bản má đẹp. Chào Hoàng Du nhá, lâu lắm mới thấy chú. Xem đây là công trình coi như là trọng điểm của thành phố. Thế kỷ. Đây là một chút. Đây là cổng chào cho anh em ạ. Đây là hướng Tây Nam của thành phố. Họ đặt bằng ở đường mới đống cát. 6 ảnh. Tổng hai bên là 6. Chèn bằng hai hòn gạch coi như là gạch mục từ thời ngày xưa. Bu lông thì choáng chưa? Bu lông thì để đây, không bắt vào một tí nào. Không có bản mã. Không có bản mã bắt. Choáng chưa? Trong này được cát vàng chóe. Cát đẹp. Cát loại 1 luôn.
Cát vàng đây là cái xin thôi. Ờ lương thế thì lương ít lầu mới nhiều, đúng thằng này nói câu chuẩn đấy em ạ. Mẹ mày quả này thì thôi. Đó mồm rồi. Bà con đây là một con xe nó chỉ kéo cái dây điện thôi mà đổ cả cái cổng chào. Chạm vào cái gương. Chạm gương thôi chứ không phải là chạm đâu đâu. 500 anh em trên cả nước hay xem và đánh giá công trình thế kỷ. Đấy. Đấy Việt Nam là làm toàn cao thủ đấy. Đây là cao thủ cổng chào ở chỗ khu thu nhập thấp thành phố Bắc Ninh. Hòa Long kinh Bắc. Thu nhập thấp thật. Thấp nó thể hiện từ cả các cái công trình hàng này, công trình này. Đấy. Đường Âu Cơ, cổng chào đường Âu Cơ. Đây, một con chán rồi bọn này là nguy hiểm rồi. Bé bé như thế này thôi, kéo vào cái tay gương, mắc vào cái tay gương bên tay phải này. Cái này nó chả tay gương bên lái mà kéo đứt người cả cái cổng chào. Người kéo cũng đổ ấy. Người kéo cũng đổ ấy. Người vài người kéo cũng đổ. Cho ba thanh niên kéo một cái này thì nhiều thép rồi, cái bê tông này thì nhiều thép rồi. Có mỗi thành có mỗi một thanh. Có mỗi một thanh to vật này. Sàn đàn có mỗi cái. Bên giám định nhà nước. Bên cục cục ấy. Đâu ra người ở làng mình em ơi. Đéo có đế, đéo có đủng nhau nhỉ. Để chân ốc để bắt ốc nhưng mà làm gì có ốc đâu. Chán đây anh nhìn làm gì có cái gì. Hay thế nhỉ. Bê tông này móng dính. Váng đầu chưa. Để lộ ra. Khi lộ ra thì mới biết được là tình hình là toàn cao thủ thôi. Đấy. Bác Hào Hồng My thấy chưa? Ông nhái rất tốt. Đồng mắc vào cái gương thôi. Khả năng là cái dây này đứt bẹ trước rồi. Đấy. Đúng rồi. Đấy thì cái xe kia nó cao anh à? Đúng rồi, đọc mắc vào gương nhưng mà bị nhỉ? Gương còn không quay cả tay cơ mà. Cái này cục may thì mẹ thế là không được. Đéo rồi, đéo cho cái đéo gì vào dưới đây ở đâu? Có cái gì đâu. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, ốc đây. Ốc đây. Thấy chưa? Đây, 4 con ốc này, đầu chân đế này. Có bắt đâu? Đấy, bê tông xịn đây anh ạ. Ai nhìn này. Đặt mặt với cả bắt ốc đây, không bắt đây này. Không bắt. Có ốc, có để bắt ốc đây nha. Đấy, có để bắt ốc đây nhưng mà không có ốc. Lại chỉ có 6 cái đấy thôi. Bắt vào đâu được? Xuống đâu? Đây bù lông đây. Đấy, bù lông nhưng có bắt đâu, có bắt vào đâu đâu. Chưa. Làm này mấy cái dây cáp nó ở giữa chừng. Bù lông để chờ nhưng không bắt. Bù lông trò không mà bọn này làm điêu này thì làm gì mà cần giết dân. Ông này bắt chân bù lông này. Đấy. Ông rất xịn đấy nhá. Thôi được rồi, tối nay cát đâu mà cát cái thằng này. Bê tông Việt Nam nó thế đấy. Vâng. Tối có ốc trò lên mà nó không biết. Tối đây ốc đây. Ốc rất to, rất đẹp. Nhưng mà không bắt một tí nào. Chả có cái đéo lên phát. Đây may là anh câu đây là không người là chết thì có chết thì còn có người là chết người đấy. Không phải là anh nhé là ông phải hàn bản mã. Đúng rồi, nguyên tắc của nó phải có bản mã để nó bắt đây. Bản mã hàn cả cái khối này lên bố là ông bọn này làm ăn thế này. Đây gọi mẹ công ty ra xem chúng mày làm ăn thế này. Nó phải có một cái bản mã nhiều và nó khác đấy. Nhìn. Nhìn ghê thật. Không phải làm điêu mới có tiền mua nhà Hà Nội nên nếu không lấy đâu tiền mua nhà chung cư. Xe thấp là qua được. Thế này thì về ngủ thế nào được. Đây là không phải là chiều cao của cái cổng này mà là chiều cao của cái dây điện. Tiêu chuẩn lớn đấy em ạ. Toàn cao thủ rồi. Đẹp nhỉ. Tối đẹp lắm. Tối điện nhấp nhánh đẹp lắm. Thôi không phát nữa. Một thằng nó ghét nó đánh bò mẹ bây giờ. Mày đang ở đâu đấy mày ơi? Về Thái Bình chưa? Ừ.
chung cư Hòa Long Kinh Bắc em nhá. Đổ hết rồi. Xe chú Lợi ở nhà mình. Ờ đúng rồi, xoáy đây em. Không đi được qua đây nữa đâu nhá. Lợi nhà ông Thắng Hòa móc vào cái dây cáp thế, vào gương thế là bị ấy. Bị ấy. Ôi, em vừa quay trực tiếp rồi. Đấy, nhìn thấy cổng chào chứ, sắt thép rất tốt. Đấy. Đây, sắt rỗng ruột. Có hàn vào đâu đâu. Bên đi bộ đấy. Cái này có dính cái gì đâu mày? Cái này nó chỉ đá ốp ngoài thôi. Lời nó chạy. Nhưng mà phải nói là cái bê tông nó đổ chắc thật. Bê tông đổ quá chắc. Bê tông ngay thì ốc nhà ấy thì mẹ mày có ốc to thật, ốc đẹp thật, đéo bắt vào đâu. Mấy bác xe với cổng chào Bắc Ninh nhá. Bê tông đổ rất là cao thủ chuẩn. Con xe Samsung kia nó chỉ kéo gương thôi mà. Mà va vào gương đổ được. Mà đổ cổng chào đấy. Chào bác đẹp nhá. Bê tông cốt đây là bê tông cốt quá thép luôn đấy. Em nó cắm xuống đây. Đây là nguyên bản đây này. Cái cốt đây, sắt em cốt nó cắm đây này. Đấy, chỗ đầu chìa khóa tôi chỉ này là con nhìn thấy cốt thép của tôi. Bê tông Việt Nam nó toàn thế này. Vâng, bê tông Việt Nam. Bác thông cảm, chỗ này là chung cư Hòa Long Kinh Bắc, thu nhập thấp. Cái xe Samsung nó kéo đổ cái cổng chào anh ạ. Khổ rồi, khổ Samsung này rồi. Anh nghe. Sợ quá. Hả? Anh đang ở thành phố Bắc Ninh. May cái xe này không sập vào trong xe. Cho chung cư Hòa Long Kinh Bắc. Anh đang ở cái vụ mà kéo đổ cổng chào. Dạ. Rốt rồi, ngu rồi. Hả? Xe bán tải nhá. Nó đang bị ấy, nó đang bị bị kéo đổ cổng chào chỗ Hòa Long Kinh Bắc này, chung cư này, A1 này. Ờ. Xe Samsung cái thằng làng anh nó lái mà. Điện không? Không. Hỗ trợ gì? Nó có chơi cái gì đâu mà. Ờ anh đi dừng trả khách ở đây. Dạ. Ờ. Chú lên. Chờ đấy anh về. Chờ đấy anh về nhá. Không anh ơi, cổng này là cổng chung cư Hòa Long Kinh Bắc. Chung cư thu nhập thấp ấy. Đấy bác nhìn bê tông đấy, bê tông khéo à? Hả? Ơi. Đây, 300 ở đây những các ông ấy tiết kiệm tiền. Ờ gọi đi. Chó à? Chó chó. Làm ăn. Các bác xem cổng chào của Bắc Ninh nhá. Chung cư Hòa Long Kinh Bắc nhá. Đổ bê tông rất là khéo. Đấy. Và cột thì không có một tí nào gọi là bê tông. Đấy. Bê tông rất là khéo nhá. Đấy, mời các bác xem. Đấy, cổng chào nó cực tốt luôn. Đấy, hàn rất cỡi. Bê tông là toàn cát và gạch thôi, không có bất kỳ một cái gì cả. Xe Samsung đi qua kéo vào dây cáp cái là cổng chào là đổ luôn. Không còn một tí nào. Đấy. Con em chỉ cần có gió bão nào cấp 5 là mẹ vỡ mồm rồi. Không phải cái cổng này anh nhìn này. Đấy. Mọi người xem nhá. Thi công rất là tuyệt vời đấy. Nhìn. Có nhưng mà không hàn vào. Đẹp ạ. Sắt chờ rất to nhưng mà không hàn vào. Bê tông chỉ đổ mặt thôi. Không đổ dưới. Đấy. Nhà nước mình làm là toàn tuyệt vời đấy nhờ. Đấy nha mọi người xem nhá. Cẩn thận đi qua tất cả các cổng chào đều phải cẩn thận nhá. Không thì mẹ vỡ mồm đấy. Ừ đúng nó đẹp thật em ạ. Nó chỉ đẹp thôi.
Đấy, nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Anh em chia sẻ đi. Đấy, rất tuyệt vời đấy. Trong là toàn gọi là hàng ác đấy.